Anh ơi, Cái cây ilu của em cảm nó nhận mồi em chưa thấy ưng ý, với lại nó cứng. Rồi, giải pháp cho vấn đề ilu bị đơ cây cần câu. Mình sắp xếp lại vị trí của khoen cần câu. Giải quyết vấn đề cảm nhận mồi. Mình update cho em nó một cái dàn phen Fuji Ancona full cần. Bonus thêm một cái trang trí nho nhỏ đây, tạo nên cho chiếc cần nó có một cái vẻ thẩm mỹ đều đều đặn. Và để cho anh em thấy rằng cái độ dịu của gì, cái độ đơ của ai luôn sẽ được coi như là giải quyết. Thì anh em thấy đâu, đây độ đơ của nó bây giờ đã cải thiện rất là ok. Thêm cho em nó một chút bằng, tạo nó cho em nó một cái vẻ đẹp sang xịn mịn. Thì mình đã làm cũng khá là nhiều cái cây này cho những cái anh em lưu thủ ở nhiều miền khác nhau. Và sau khi mình làm đó thì mình cũng có hỏi han là cây lua còn cái gì gọi là bận tâm của khách hàng không. Thì nói chung thì có cũng rất là kha khá, ý kiến này ý kiến nọ, ý kiến lọ ý kiến chai, nhưng mà chung quy lại nó có hai cái, đó là gì? Cứng, đơ đơ. Và lúc quay con mồi, à cái việc cảm nhận con mồi đó khó khăn. Thì đây là bài toán hoàn thiện dành cho cây y lùa. Một điều nữa anh em, mua cái ngọn của cây y lùa đắt. Giải pháp thứ hai, đây là ngọn của Tatula, chỉ 130 ngàn. Rồi anh em nhìn vào cái gốc cần này luôn, mình xem coi cái gốc này có cắm dừa được cái cây ilua hay không. Thì đây anh em nhìn kỹ nè ha, đo chỗ này nó chỉ có 6 ly thôi, đầu này 6 ly, xuống đây chút xíu lên 6 ly 2, 6 ly 3. Anh em chú ý chỗ này là được ha. Thì đây là cái ngọn của Tatula đúc vô tới đây gần như dừa. Như vậy là mình chỉ cần lên 2,5 cm cutting và wrapping, có nghĩa là cắt đi và quấn chỉ và cố chống tét lại. Cutting and wrapping là coi như xong 130. Anh em cần thì có thể mình hỗ trợ cho anh em cắt luôn, đầy đủ tiện nghi cho anh em hết ha. Anh ơi, ngọn này em chưa chịu, hệ sinh thái của Gen 2 cung cấp cho anh em giải pháp sang xịn mịn hơn. Đây là hai cái phôi ngọn của hệ sinh thái Gen 2, một cái là bóng trang trí và một cái là thô sơ carbon Tore 30T. Anh em có thể nghe cái âm thanh của cái carbon này ra sao. Đó là nó gớt cái trên sắt, bây giờ mình cho nó gớt cái dưới đá. Anh em nghe kỹ ha. Thì đây là giải pháp. Nhưng mà bản thân thằng này nó chưa có cái gì trên này hết. Như vậy thì một cái lời đề nghị là anh em nên lên luôn một cái dàn
như thế này. Phu Ancona cho cái đọt của hệ sinh thái Gen 2. Thì ở đây là toàn bộ những giải pháp dành cho cái cây đo đỏ này. Không, nếu như anh em cảm thấy giải pháp này chưa đủ thì anh em để lại comment ở dưới cái video, mình sẽ đáp ứng cái nhu cầu cho anh em. Còn theo như ý kiến cá nhân của mình, tới đây đã là khá là hoàn thiện ha. Xin chào và hẹn gặp lại.